chúng ta sẽ thử bắt tần like xem. Không được nổi cho lắm. Chúng ta sẽ đổi thành button primary. Chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular 12 tutorial. Ở bài số 2 này chúng ta sẽ thực hành cài đặt thư viện Bootstrap và jQuery. Thì để chạy câu lệnh install Bootstrap và jQuery trong Angular 12 thì chúng ta sẽ gõ như sau: ng cách install cách Bootstrap a+4.5.0 cách jQuery. Một chữ r hay hai chữ r nhỉ? Hình như là một chữ r. jQuery a+3.531 3.5.1 enter. Đã có lỗi xảy ra. Xin lỗi các bạn là không phải là ng install mà là npm install trừ trừ save. Câu lệnh tôi sẽ để trong phần mô tả, các bạn chỉ cần copy và thực thi cho đỡ bị nhầm. Như vậy là Bootstrap 4.5 và jQuery 3.5 đã được cài đặt thành công trong project của chúng ta. Tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào file angular.json để tiếp tục gọi thư viện Bootstrap và jQuery chúng ta vừa cài đặt xong. Đây, file angular.json của chúng ta đây. Chúng ta sẽ thay thế đoạn style và script cũ thành đường dẫn đến Bootstrap và jQuery chúng ta vừa cài. Đoạn đường dẫn này chúng tôi cũng sẽ để ở trong phần mô tả. Các bạn hãy kéo xuống để copy và paste vào trong project của mình. Đây là file sau khi đã trỏ đường dẫn đến thành công. Tiếp đến thì chúng ta sẽ truy cập vào wkbashcool để lấy code Bootstrap 4 mẫu. Chúng ta sẽ vào Google và gõ từ khóa Bootstrap. Chúng ta sẽ truy cập vào đường dẫn Bootstrap 4 của wkbashcool. Chúng ta sẽ mở menu lên. Chúng ta sẽ truy cập vào bs4na3. Đây là mẫu menu. Chúng ta sẽ chọn menu nào đẹp đẹp và paste vào dự án Angular 12 Bootstrap của chúng ta. Angular Bootstrap 12 thì sẽ không khác lắm so với Angular 11. Chúng ta cũng sẽ tiến hành như bình thường thôi. Còn vài cách cài đặt Bootstrap khác trong dự án Angular tôi sẽ để ở trong mô tả nữa, các bạn hãy đón xem nhé. Và để tiếp tục thực hành bài học Angular 12 Bootstrap thì ta sẽ copy đoạn menu này vào. Ta sẽ paste vào trong file HTML của chúng ta. Tôi sẽ paste vào app.component.html. Vì menu sẽ là trang chung nên là ta sẽ để vào trang to nhất. Xong component nào chúng ta truy cập đến cũng có menu này. Các bạn có thể thấy là chúng ta chưa thay đổi giao diện được. Vì sau khi cài đặt Bootstrap này, chúng ta sẽ phải tiến hành chạy lại, build lại project. Và ta sẽ đổi menu line thành menu bg primary, sẽ có màu xanh dương rất đẹp.
Chúng ta sẽ tiến hành build lại project và deploy lại. Có lệnh ng serve dot dot open. Chúng ta sẽ đợi project của chúng ta được dựng lên. Trong khi đấy chúng ta sẽ thay đổi file giao dịch .component.html. Tôi sẽ khai báo một thẻ div có class là container. Container sẽ cách lề cho chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi div class bằng row. Đây là các class cơ bản trong Bootstrap. Class row sẽ chia div của chúng ta thành 12 phần bằng nhau theo chiều dọc. Tiếp đến ở trong thẻ div ta sẽ gọi các thẻ div có class là col md cách số. Ở đây tôi sẽ gọi số 4 sẽ là chiếm 4 phần trong 12 phần vừa chia. Tiếp đến ta sẽ gọi một thẻ div khác và tôi sẽ cho thẻ div class container vào trong app component.html. Vì đây là trang chung nên là tất cả những component sẽ nằm bên trong. Các bạn có thể thấy là đã cách lề rồi. Tiếp đến thì tôi sẽ cho title của chúng ta vào trong menu. Tôi sẽ để ở đây. Các bạn thể thấy là menu của chúng ta giờ đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ quay lại. Đang bị lỗi. Các bạn có biết vì sao không? Vì chúng ta đã copy thẻ mở div container. Nhưng ở file giao dịch .component.html thì chúng ta chưa xóa đi thẻ div đóng này. Đây, chúng ta chưa xóa đi thẻ div này. Xóa đi thì project của chúng ta sẽ trở lại như bình thường. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành cấu hình giao diện cho giao dịch HTML. Tên giao dịch. Tôi sẽ đổi thẻ P thành thẻ H3 cho nó giao dịch nó to hơn, thành tiêu đề nó to hơn cho khác với các thành phần phía sau. Ở thẻ div tiếp theo ta sẽ là gà KFC. Chúng ta sẽ mua gà và chúng ta sẽ tạo ra một thẻ row mới và chúng ta sẽ đặt đây là giá, số tiền 200.000 đi, 200.000 đồng. Ok. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã tạo xong một chi tiết giao dịch. Tiếp đến thì tôi sẽ copy một thẻ row mới cho xuống và chúng ta sẽ cho một button chỉnh sửa ở đây. Tôi sẽ xóa hai thẻ div ở bên trong và cho một thẻ button. Chúng ta sẽ gọi class button của Bootstrap 4. BTN, cách BTN default. Các bạn có thấy bài học Angular Bootstrap hôm nay có dễ học không? Hãy để lại phần bình luận cho chúng tôi cùng biết ở phía dưới nhé. Phần này tôi sẽ vào lại Wikipedia School để tìm hiểu lại Bootstrap 4 button. Đây, chúng ta sẽ lấy button primary này. Chúng ta sẽ copy class
vào. Các màu khác tôi thấy không đẹp lắm. Chúng ta sẽ thử button line xem. Không được nổi cho lắm. Chúng ta sẽ đổi thành button primary. Như vậy là bài học Angular 12 Bootstrap của chúng ta đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.